chia bột mì này. Đây là mình thiết kế hình ngôi sao này, hình ngôi sao này, năm cánh này. Đấy, nha. Để chạy thử nhá cho các bạn nhá. Bỏ cái chế độ bắt thần này đi nhá, chỉ chạy mình chế độ đếm giây nhá, đếm giây bây giờ là 1 giây này nhá. Đến tận này điều chỉnh tốc độ nhanh chậm này, điều nhanh chậm tốc độ nhanh chậm này. Đây này. Đấy. Ta để một chế độ dụ nữa. Còn bắt đầu ta để đấy nhá. Thì bắt đầu là ta để chế độ đếm giây này. Thì là 2 giây này, à 1 giây này. Đó nhá. Bắt đầu này. Và cân này. 30g này. 30g này. 30g này. 30g này. 30g này. Đấy. Đấy. Yeah. Đấy. Nhá. Bắt đầu ta muốn nhỏ hơn thì ta giảm cái số này. Tắt này ta chỉnh cái này đây là 0,5 giây chẳng hạn. 0,5 giây thì nó sẽ mỏng đi nhá. Béo được một cái nha. Bắt đầu ta đến lại là từ đầu nhá. Ok. Tốc độ bến ta vẫn điều chỉnh nhá. Để mà đó nó sẽ cắt nhanh hơn nhá. Đến giây nó sẽ cắt nhanh hơn nhá. Cộng là sai đấy, 18g là đúng rồi nha. Ví dụ ta để nhanh hơn một chút này, lâu một chút này, không phải 7 giây này nhá. Không phải 7 giây nhá. Đấy, hắn phải dày hơn một chút này. Đấy, 22g này. Hơi nó hết nhá, hơi bên trong nó hết rồi này. Đó. Đấy. Thì đấy, còn ngoài một chức năng nữa là chức năng đếm mắt thần này. Thôi thì ta bỏ qua cái chức năng đếm dây này nhá, để dùng qua chức năng đếm mắt thần nhá. Mắt thần thì sao? Mắt thần là kéo này. Đó, người ta điều chỉnh sang bên đây này. À. Đấy. Đấy. Nhá. Ví dụ này, đùn này. Chạm này, cắt đấy, chạm này, cắt này, chạm này, cắt này, chạm này, cắt này, chạm này, cắt này, đấy nhá. Đấy, ví dụ nữa nhá. Đấy, đấy, đấy nhá. Đó, mình sẽ bắt